Xin chào cô, con tên là Gia Linh, học lớp 10A1. Hôm nay con sẽ làm video nấu ăn gồm có những món thịt rán, canh cá bông với cả su su xào ạ. Một của con sẽ là đi vo gạo để nấu cơm ạ. Bước 2, con cho gạo vào nồi để cắm cơm ạ. Thế thôi đúng không ạ? Bây giờ con sẽ làm đến thịt rán, con vừa rửa thịt rồi, bây giờ con sẽ cắt đôi ra với cả ướp hành tỏi với gia vị để cho ngấm thịt ạ. Cắt đôi miếng thịt ra để ướp hành tỏi ạ. Con vừa mới băm, con vừa bóc tỏi với cả bóc hành, con vừa băm xong rồi con sẽ đổ vào thịt để ướp ạ. Con vừa mới cho hành tỏi với cả gia vị mì chính vào, xong rồi con sẽ trộn lên ướp tầm 20 phút, xong rồi con sẽ để cho nó ngấm gia vị, xong rồi con sẽ cho vào để rán. Bây giờ con sẽ cho thịt vào để rán, xong một lượt nhỏ để cho nó chín ạ. Thì con vừa rán xong, bây giờ con sẽ mang đi thái. Bây giờ con sẽ thái thịt ạ. Thịt sau khi con rán và con cho một ít tỏi khô với hành khô lên trên ạ. Con vừa mới cắt đậu để đem đi rán, xong rồi sẽ bỏ vào nồi cửa, bỏ đậu và chảo để rán đậu, xong rồi con khi nào đậu chín con sẽ bỏ ra và cho vào canh ạ. Vừa rán đậu xong rồi con sẽ để chuẩn bị cho vào nồi canh ạ. Con sẽ đi gọt cà tím, cà chua với rửa rau thơm để nấu canh ạ. Cắt nhỏ cà tím ra, bên con sẽ đổ vào nước để ngâm để cho nó không bị đen ạ. Đây ạ, bên con sẽ đổ vào nước để ngâm cho nó không bị đen, xong con sẽ đi cắt cà chua với đi rửa rau thơm ạ. Rau tía tô với cắt cà chua bên con sẽ đem đi xào ạ. Con vừa cho dầu vào, xong rồi con sẽ cho cá tím vào để xào ạ. Ui, nó bắn. Con được cô, con tiếp theo là con sẽ cho cà chua vào để xào cùng luôn ạ. Cho thêm một ít thịt lợn vào để cho nồi canh, vừa mới cho thêm nước vào để đun cái canh cá bùm này ạ. Cho một ít mẻ vào để cho canh có vị chua. Con sẽ đổ đậu vào để ăn với canh ạ. Sau khi đổ đậu vào để cho canh nó sôi lúc thì con sẽ cho rau tía tô, hành với cả mù tàu với lá lốt vào ạ. Bát canh sau khi con ăn nấu xong ạ. Con vừa mới có su su xong rồi con sẽ đi đem đi thái. Bây giờ con sẽ đi thái su su và đem đi xào. Con sẽ cho su su vào chảo để đảo lên, sau khi nào nó gần chín thì con sẽ cho tỏi vào. Vừa xào su su xong rồi con bỏ ra đĩa. Là những món ăn mà con đã nấu xong ạ.